Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 10 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong 5 năm qua với hoạt động huấn luyện thực địa quy mô lớn sẽ được nối lại, động thái có thể khiến Triều Tiên có các hành động khiêu khích. Cuộc tập trận lái chắn tự do kéo dài 11 ngày sẽ diễn ra với giả định tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên. Đây sẽ là cuộc tập trận mùa xuân đầu tiên thuộc loại này kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái cuộc tập trận sẽ chứng kiến hoạt động đào tạo chung được nối lại lần đầu tiên sau 5 năm sau khi bị đình chỉ dưới chính quyền cựu tổng thống Moon Jae-in. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, cuộc tập trận sẽ bao gồm khoảng 20 loại huấn luyện, bao gồm cả đầu bộ. Cuộc tập trận có thể tiến hành đồng thời với việc triển khai tàu sân bay và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phản ứng thông qua cuộc tập trận trong bối cảnh Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân tiên tiến, cũng như môi trường an ninh đang thay đổi. Triều Tiên đã phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận và cảnh báo có thể đáp trả nếu cuộc tập trận diễn ra. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, một cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua các bước thiết thực quan trọng để sử dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và khả năng tấn công răn đe chiến tranh của nước này. Ngay trước thềm cuộc tập trận chung của Mỹ-Hàn, sáng sớm nay tờ Rodong Sinmun đưa tin, Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm. Đăng tải một số hình ảnh tờ báo thông tin về cuộc diễn tập phóng tên lửa dưới nước. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ một tàu ngầm ở vùng biển gần thành phố Sinfor phía đông của Triều Tiên vào sáng qua. Triều Tiên cho biết nước này đã phóng bốn tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 23 tháng 2. Đây cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa từ tàu ngầm kể từ tháng 5 năm ngoái. Thưa quý vị, báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết năm 2022, nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng gần gấp đôi do việc đưa vũ khí ồ ạt đến Ukraine, nơi đã trở thành điểm nhập khẩu vũ khí lớn nhất thứ ba thế giới. Theo báo cáo, với mức tăng 93% so với năm 2021, nhập khẩu vũ khí tăng do chi tiêu quân sự của các quốc gia châu Âu, bao gồm Ba Lan và Na Uy, và tỷ lệ nhập khẩu dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa Peter Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao của SIPRI, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã thực sự làm gia tăng đáng kể nhu cầu vũ khí ở châu Âu. Điều này sẽ có tác động hơn nữa và rất có thể sẽ dẫn đến việc các quốc gia châu Âu tăng cường nhập khẩu vũ khí. Ukraine trước năm 2022 là nước nhập khẩu vũ khí không đáng kể. Tuy nhiên, vào năm 2022, nước này nhanh chóng trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới sau Qatar và Ấn Độ. Khi các quốc gia phương Tây chuyển ra vũ khí cho Kiev, theo số liệu của SIPRI, chỉ riêng Ukraine đã chiếm 31% lượng vũ khí chuyển giao cho châu Âu và 8% tổng lượng vũ khí chuyển giao trên toàn thế giới. Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Ý hôm qua thông báo ít nhất 30 người di cư đã mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi bờ biển Libya. 17 người di cư may mắn đã được tàu chở hàng cứu khi chiếc thuyền chở họ gặp nạn cách thành phố Benghazi của Libya 160 km về phía Tây. Chính quyền Libya, quốc gia chịu trách nhiệm về tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực này cho biết họ không có phương tiện ứng cứu và yêu cầu Ý giúp đỡ. Các nhà chức trách Ý sau đó đã điều 3 tàu đang có mặt trong khu vực đến nơi xảy ra tai nạn. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khu vực trung tâm địa trung hải là con đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Từ năm 2014 đến nay, đã có gần 20.000 người thiệt mạng và mất tích. Thưa quý vị, hàng ngàn người Hy Lạp hôm qua xuống đường biểu tình ở các thành phố Athens và Thessaloniki. Dù bốn quan chức đường sắt đã bị kết tội, người dân vẫn chưa hết giận dữ về vụ tai nạn tàu hỏa gây thương vong lớn nhất trong lịch sử nước này. Đã hai tuần kể từ lúc xảy ra thảm họa đường sắt thương tâm hôm 28 tháng 2 và vô số cuộc biểu tình diễn ra sau đó, người dân phản đối quan điểm của chính phủ Hy Lạp rằng công ty đường sắt là bên duy nhất sai phạm Họ muốn các quan chức liên quan phải nhận trách nhiệm, một người biểu tình lên tiếng. Đây không phải là tai nạn mà là tội ác, tôi thấy thương cho những gia đình mất con, tôi nghĩ vấn đề là do chính phủ không có biện pháp xử lý và cả tiền bạc để đảm bảo an toàn. Trong phản ứng mới nhất từ chính phủ, Bộ trưởng Giao thông, Giorgos Gerapehtis phát biểu: "Vụ việc này là lỗi của con người, tuy nhiên hành động này sẽ không bao giờ được lặp lại. Chính phủ Hy Lạp cam kết sẽ có hệ thống an ninh tự động được lắp đặt vào cuối mùa hè này." quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cập nhật của đài phát thanh truyền hình đồng nai xin hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại